học để làm gì nhỉ? Em học chỉ là cho vui thôi, bố mẹ em lo hết rồi mà. Không biết là nếu chồng ấy ở trước mình không đỗ đại học mình sẽ làm gì nhỉ? Nếu mà không đỗ đại học thì chắc em lấy chồng thôi. Chắc em lấy chồng thôi. Nhìn thế này. Chồng con là cái nợ nần. Tha rằng ở vậy nuôi thân béo mầm. Học bóng môn ta vẫn học. Học bóng đèn chỉ ta vẫn học. Thế này tớ cũng không biết tớ học đại học làm gì nữa, nhưng mà chủ yếu là do cho bố mẹ đỡ ngại thôi. Mình học đại học để kiếm người yêu. Really nigga. Mình năm cuối rồi mà vẫn chưa kiếm được người yêu đây này. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Nói thật ra là học đại học để có tương lai tốt hơn, như cả có thể tìm nghề nhanh hơn. Nhưng học được đại học thì ít nhất các bạn thì cũng sẽ có một cái nền tảng kiến thức để đi ra ngoài cuộc sống. Thì từ đấy thì các bạn mới biết là mình cần phải làm gì. Em nghĩ đại học không phải là con đường duy nhất để đến thành công. Nếu mà không đỗ đại học thì em sẽ làm dancer. 3, 2, 1, go! Em sẽ đi học nghề, xong sau em giàu. Em sẽ thuê bọn đỗ đại học làm thuê cho em. Vỗ tay! Thực ra hồi trước mà không đỗ đại học thì chắc là mình sẽ đi xuất khẩu lao động Nhật Bản. Em sẽ đi bán rau ạ. Sẽ em công tác ở trường Duy Hưng. Lần đầu tôi gặp nhỏ trên phố Trần Duy Hưng. Gật đầu tôi hỏi nhỏ, nhỏ bao, nhỏ sinh viên. Em sẽ ở nhà với mẹ và ở thế đến già. Cho mình sẽ cố gắng từ thợ phụ lên thợ chính thôi. Hồ bao năm nay làm thợ chính, mặt sóng gió bôn ba ta vẫn luôn yêu đời. Học không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công, nhưng mà con đường thành công ngắn nhất là học đại học ấy.